Tông chỉ thứ hai Chuyên xưng Di Đà Phật danh Vừa giảng xong Phật A Di Đà cứu độ chúng ta như thế nào? Dùng danh hiệu của Ngài cứu độ chúng ta Chúng ta làm gì để được Phật A Di Đà cứu độ? Câu thứ hai Chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà Chỉ cần chuyên niệm, chuyên xưng Xưng nghĩa là miệng chuyên xưng Nam Mô A Di Đà Phật chuyên xưng danh hiệu này thì được Phật cứu độ. Đây là pháp môn rất đơn giản, rất dễ dàng, có năng lực cứu khắp tất cả chúng sanh. Phật A Di Đà dùng sáu chữ danh hiệu này, dùng miệng xưng danh hiệu nguyện sanh về cõi nước của ta, thì Phật A Di Đà cứu độ chúng ta, không có đòi hỏi cao, không có yêu cầu khắc khe. Vì thế chuyên xưng A Di Đà Phật là phương pháp Phật A Di Đà cứu độ chúng ta, cũng là phương pháp chúng ta được cứu độ. Chỉ cần chúng ta chuyên xưng Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta được Phật A Di Đà cứu độ, không còn có tiêu chuẩn nào khác. Chúng ta được Phật A Di Đà cứu độ, chúng ta nhất định quyết định được giáng sanh không có sơ xuất. Phúc lâm chung chết như thế nào, đây là trạng huống lúc phạm phu ở thế giới ta bà này chết hoặc bị xuất huyết não hoặc bị tai nạn giao thông hoặc bị bệnh di truyền hoặc lúc chết tâm ý sáng suốt hoặc lúc chết khiến cho người khác thấy dường như là hôn mê bất tỉnh những trạng huống này không ảnh hưởng gì đến sự cứu độ của phật a di đà do gì hiện tại chúng ta đã được phật cứu rồi chẳng phải đến phúc lâm chung phật mới đến cứu chúng ta chỉ cần chúng ta chuyên xưng danh hiệu phật a di đà là được phật đến cứu chúng ta lâm chung dù gặp tình huống nào cũng đều chẳng ảnh hưởng đến sự cứu độ của phật a di đà giống như vừa rồi tôi đã nói chúng ta chỉ cần bước lên thuyền ở trên thuyền rồi thì chúng ta nhất thể dưới thuyền giả sử ở trên thuyền mà có ngủ gật ngủ mê cũng đều chẳng ảnh hưởng gì Quán Kinh nói Quang minh biến chiếu thập phương thế giới Niệm Phật chúng sanh nhiếp thọ bất xả, Có nghĩa là ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới Nhiếp thụ chúng sanh niệm Phật không rời bỏ Đại sư Thiền Đạo giải thích đoạn văn này Có ý nghĩa khải phát rất đặc biệt đối với chúng ta Hiển thị nhiếp thụ chúng sanh niệm Phật không rời bỏ như thế nào? Niệm Phật đại biểu cho cái gì? Nhiếp thủ bức xả có ý gì? Nhiếp thủ tức là cứu độ Bức xả nghĩa là cứu độ chúng ta Không rời bỏ chúng ta, bảo hộ chúng ta Chúng sanh niệm Phật Đại sư Thiện Đạo giải thích Chỉ cần chúng ta là người chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà Thì được Phật A-di-đà cứu độ Phật A-di-đà chẳng rời bỏ chúng ta Đại sư Thiền Đạo nói Đảng hữu chuyên niệm A-di-đà Phật chúng sanh Nghĩa là chỉ cần chúng ta chuyên niệm Phật A-di-đà Các hạnh khác đều chẳng đề cập đến Bỉ Phật tâm quan thường chiếu thị nhân Nghĩa là ánh sáng của tâm Phật A-di-đà Thường chiếu đến người niệm Phật Nhiếp hộ bất xã Nhiếp nghĩa là nhiếp thủ, cứu độ, hộ nghĩa là bảo hộ bạn chuyên niệm danh hiệu phật a di đà thì ánh sáng của phật chiếu đến bạn chiếu đến bạn là cứu đến bạn cứu đến bạn là bảo hộ bạn bảo hộ bạn là chẳng rời bỏ bạn suốt ngày suốt đêm năm này năm khác hiện tại đến lâm chung vĩnh viễn nhiếp hộ chẳng rời bỏ đây là nói chỉ cần niệm phật thì được phật cứu hộ Tổng bất luận chiếu nhiếp dư tạp nghiệp hành giả Tất cả những người tạp hạnh tạp tu Ánh sáng của Phật A-di-đà không chiếu đến Không cứu đến Không bảo hộ đến Dư tạp nghiệp hành giả Không xác định được giảng sanh Vì thế nói Người tập hạnh tập tu giảng sanh bất định Trong một trăm người khó được một hai người Trong một nghìn người khó được năm ba người Vì sao? vì những người ấy cậy vào sức của chính mình tức tự lực không dựa vào sự cứu độ của phật a di đà tức tha lực nên người ấy không được phật a di đà cứu đến miệng xưng danh hiệu phật xưng là miệng xưng từ cửa miệng phát ra tiếng niệm phật có bốn cách đại thanh niệm tiểu thanh niệm kim can niệm và mặc niệm Đại thanh niệm thì âm thanh rất lớn Tiểu thanh niệm thì âm thanh nhỏ Kim can niệm thì tự mình niệm tự mình lắng nghe Động môi lưỡi nhưng không phát ra tiếng Ba trường hợp kể trên đều gọi là xưng Mặt niệm là niệm thầm trong tâm Niệm thầm trong tâm đòi hỏi phải có trình độ khá cao Tâm chúng ta phải đạt đến mức an định và an tĩnh Có người nói Niệm Phật cần phải đạt đến không khởi vọng tưởng tạp niệm, cần phải đạt đến công phu thành phiến. Tiêu chuẩn này quá cao. Nếu chúng ta chỉ cần miệng niệm thì ai nấy cũng đều làm được. Vậy xin hãy chấp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật như thế là được rồi. Niệm Phật như thế là đạt đến tiêu chuẩn rồi là đạt yêu cầu rồi Thậm chí cũng chẳng cần phải niệm lớn tiếng Thậm chí niệm bốn chữ A-di-đà Phật cũng được Thậm chí niệm nhanh một chút, niệm chậm một chút cũng đều được Đây gọi là miệng xưng danh hiệu Phật Đây gọi là xưng Điều này căn cứ vào đâu? Căn cứ vào văn hạ hạ phẩm trong quán kinh Một người trong tâm không có cách gì niệm Phật Tư tưởng ý thức không thể nào tập trung được. Người ấy phải chết, tứ đại phân ly, cả đời người ấy tạo tội nặng ngũ nghịch. Quỷ sứ của Diêm Vương muốn đến bắt người ấy, lửa địa ngục sắp đến chân. Lúc đó, làm sao người ấy đạt đến công phu thành phiến? Người ấy chỉ có sợ hãi thành phiến, hoảng loạn thành phiến, đâu có công phu gì. Trong tình huống ấy, thiền tri thức bảo người ấy bạn hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo tôi Thiện tri thức niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật Người ấy niệm theo một câu Nam Mô A Di Đà Phật Người ấy niệm theo thiện tri thức mười câu Thì người ấy liền thấy qua sen vàng to như dần mặt trời Đến đón trước người ấy Trong khoảnh khắc được giảng sanh về thế giới cực lạc nếu luận về người lâm chung đã từng tạo tội nặng ngũ nghịch thì người ấy có công phu gì chăng người ấy có cảnh giới gì chăng người ấy có thiền định gì chăng giới luật tam phước người ấy đều không có người ấy niệm phật cũng không có công phu người ấy chỉ niệm theo người khác nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật như vậy mà vẫn được phật a di đà cứu độ đây gọi là xưng danh quả thật rất là đơn giản phật a di đà quá từ bi sự cứu độ của phật a di đà không thể nghĩ bằng nếu phật a di đà dùng sáu chữ danh hiệu cứu độ chúng ta mà còn nói với chúng ta miệng xưng di đà tâm tán loạn xưng danh đến bể cổ họng cũng uổng công dù ít vậy thì chẳng từ bi rồi huống chỉ chúng ta xưng danh chưa đến mức bể cổ họng vậy thì chúng ta có phải càng uổng công vô ích hơn chăng nếu đúng như lời này thì phật a di đà chẳng từ bi pháp môn này chẳng thù thắng chúng ta không thể được cứu độ vì thế ở đây nói xưng chữ xưng của xưng danh có ý nghĩa đặc biệt đại sư thiền đạo giải thích chúng sanh xưng niềm chắc chắn được giảng sanh xưng niệm đã là miệng xưng bất luận tâm chúng ta tán loạn hay là không tán loạn cũng bất luận tâm chúng ta thanh tịnh hay chẳng thanh tịnh cũng bất luận tâm chúng ta thiền định hay chẳng thiền định những thứ này đều chẳng cần phải luận đến chỉ cần chúng ta miền xưng danh hiệu tin nhận di đà cứu độ nguyện sanh về tịnh độ của phật a di đà là được rồi đây gọi là xưng thế nên Lời giải thích của Đại sư Thiện Đạo Một chữ cũng không thể thay đổi được Vì lời giải thích này đều có ý nghĩa Và nội dung xác định đặc biệt Đây mới là Tổ sư Đây mới là Quá thân Phật A-di-đà Vậy mà các lời giải thích sau này Thường ly khai chữ xưng như là bảo Bạn niệm Phật cần phải không khởi vọng tưởng tạp niệm Nếu nói như thế thì đối với việc giảng sanh hễ tâm có khởi vọng tưởng tạp niệm thì phải hàng phục vọng tưởng tạp niệm đại sư thiền đạo giải thích niệm phật lấy khẩu nghiệp làm chủ yếu Miền xưng danh hiệu phật a di đà là được rồi vì sao vì đây là nương vào nguyện lực của phật nguyện lực của phật bản thân danh hiệu nam mô a di đà phật vốn từ đầy đủ đã được thiết định ở trong bản nguyện của phật a di đà Phật A-di-đà thiết định phương pháp cứu độ chúng ta rất đơn giản Rất thuận tiện, rất dễ dàng Tức là chúng sanh chúng ta miệng xưng danh hiệu Phật Thì được Phật cứu độ Còn người câm thì sao? Người câm chỉ cần miệng động môi lưỡi thì cũng được cứu Tôi đã gặp người câm niệm Phật Tuy người ấy niệm không rõ ràng Nhưng người ấy cũng được cứu Giống như chúng ta ở trong chim bao nói năng không rõ ràng Nếu trong chim bao chúng ta niệm Phật Thì khẳng định là cũng được cứu Có một lần Mười người câm đến quy y Họ niệm Phật không rõ ràng Chỉ cần họ chấp tay Cũng biểu lộ là họ đang niệm Phật Đây cũng là được cứu độ Vì thế Miệng xưng danh hiệu Phật A-di-đà rất đơn giản Rất dễ dàng được cứu độ Em bé hai ba tuổi vừa biết nói Nếu bạn bảo nó Này bé ngoan, bé nên niệm Phật Nhưng bé chỉ niệm trong tâm, miệng không niệm Nếu các bà dạy con, dạy cháu niệm Phật như thế Thì nó có làm được không? Nó chẳng biết là bà bảo nó làm cái gì Nhưng nếu bà niệm A thì nó niệm theo A A-di-đà Phật thì nó niệm được Miệng niệm Phật thì các đứa bé hai ba tuổi cũng niệm được chúng ta còn phiền não còn đau khổ thì phải làm thế nào như trong quán kinh nói người hạ hạ phẩm cũng được giảng sanh đây chính là nói miền xưng danh hiệu phật thì dễ dàng chuyên vì sao nói chuyên một phương diện là phật a di đà đại từ đại bi cứu độ chúng ta bạn nhất định cần phải niềm danh hiệu ta phật a di đà bạn nhất định cần phải ở trong ánh sáng nhiếp thủ của ta bạn nhất định chẳng nên rời xa ta bạn nhất định phải lên thuyền đại nguyện của ta sau khi lên rồi thì chẳng nên bước xuống bạn nhất định phải ngồi trên máy bay sáu chữ danh hiệu của ta một khi bước vào rồi thì đóng chặt cửa không cho bạn bước ra đây mới gọi là chuyên Đây mới hiển bày được tâm từ bi của Phật A-di-đà Chẳng phải yêu cầu chúng ta một cách độc đoán Chỉ niệm ta không được niệm người khác Ngài không nói như thế Chư Phật trong mười phương Pháp giới rất nhiều Pháp môn rất nhiều Nhưng chỉ có một Đức Phật phát 48 nguyện cứu độ chúng ta Đương nhiên chúng ta phải niệm vị Phật ấy Pháp môn tuy nhiều nhưng chúng ta không tu nổi Pháp môn cứu độ chúng ta mà không đòi hỏi một điều kiện nào Chỉ có pháp môn tịnh độ này Chúng ta đương nhiên phải niệm câu danh hiệu này Điều này rất tự nhiên Đây gọi là chuyên Vì thế nói chuyên xưng di đà Phật danh Nếu chẳng chuyên Nghĩa là tâm chúng ta không tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà chẳng biết căn cơ của chính mình như thế nào cũng chẳng rõ phật a di đà là vị phật như thế nào trong tâm chúng ta hoài nghi thì đó là chẳng chuyên mọi người hãy tự suy xét tâm mình nghĩ xem có phải như thế chăng chúng ta đã tu niệm phật rồi vì sao còn muốn tu thêm pháp môn khác mọi người hãy nghĩ kỹ lại xem có phải vì cảm thấy câu danh hiệu này chưa đủ Niệm Phật như thế này có thể cứu được tôi không? Tôi còn chưa đạt đến thiền định Tôi còn chưa đạt đến tâm thanh tịnh Niệm câu danh hiệu Phật này có thể giải thoát sanh tử hay không? Câu danh hiệu này thật có đủ công đức chăng? Nếu đạt không đến tiêu chuẩn, Phật có cứu tôi chăng? Thầy nguyện của Phật có triệt để từ bi như thế chăng? Chúng ta có tâm hoài nghi thì sẽ chẳng chuyên mà còn muốn tạp. Một khi trong tâm biết, trong sáu chữ danh hiệu hoàn toàn có đầy đủ công đức giảng sanh như biển chứa nhiều châu báu, không thiếu thứ gì, thì dù chúng ta muốn tạp cũng không tạp được. Vì sao? Vì chú Đại Bi, Thập Tiểu Chú, Chú Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Qua, Kinh Quang Nghiêm, Kinh Kim Cang, công đức của bất cứ kinh gì pháp gì đều nằm trong sáu chữ danh hiệu thì chúng ta làm gì còn muốn tạp nữa. Lại nữa, tu trì các pháp môn khác chẳng phải căn cơ của chúng ta làm nổi. Dù cho chúng ta thuộc lòng kinh điển nhưng đến lúc lâm chung đều quên hết, chẳng cần nói chi đến lúc lâm chung, ngay lúc hiện đang sống này mà nếu sức ký ức suy thoái thì chúng ta cũng chẳng nhớ được dù cho hiện tại chúng ta tỉnh tọa, trong tâm dường như có một chút thanh tịnh, có một chút yên tĩnh. Đến lúc lâm chung cũng đều dùng không được. Chẳng nói đến lúc lâm chung, ngay cả khi bệnh nặng thì lập tức bị quật ngã. Thời nhà Tống có luật sư Nguyên Chiếu, ngài là tổ sư Lục tông. Ban đầu ngài phát nguyện, tôi chẳng cầu sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây Tôi muốn ở thế giới ta bà độ chúng sanh. Phát nguyện xong, ngài tu hành rất tinh tấn dũng mãnh. Kết quả có một lần, ngài trải qua một phen bệnh nặng, cảm thấy thần thức mơ màng, không cách nào làm chủ được. Công phu thiền định đã tu, lúc bình thường không khởi được tác dụng, may thay cơn bệnh nặng này qua khỏi, không cướp đi mạng sống của ngài. Ngài được sống lại, lúc ấy mới hiểu ra rằng Công phu tu hành lúc bình thường Đến lúc nguy cấp dựa vào không những Tổ sư còn như thế huống gì chúng ta Vì thế kinh chú của Thánh Đạo đối với chúng ta Đều là công khóa trên giấy Chúng ta không cách nào ngộ vô ngã tướng Vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng Vô thọ giả tướng Nếu làm không đến Thì chỉ là công phu trên cửa miệng mà thôi Công phu trên cửa miệng Nếu dùng niệm Phật Nhờ bản nguyện chân thật của Phật A-di-đà Bạn quyết định được giảng sanh Công phu trên cửa miệng Nếu dùng tụng kinh Thì đạt được sự lợi ích của tụng kinh Nghĩ muốn giải thoát sanh tử luân hồi Thì tìm không ra con đường Vì sao? Vì phải dựa vào sự tu hành của chính bạn Tức tự lực Công phu niệm Phật trên cửa miệng của chúng ta Vì sao được giảng sanh? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chính là đang ngồi trên máy bay, chúng ta miệng xưng danh hiệu, nếu chẳng giảng sanh thì Phật A Di Đà chẳng thành Phật, không quan hệ gì đến cảnh giới tu hành của chúng ta. Chúng ta chỉ cần miệng xưng Nam mô A Di Đà Phật thì nhất định giảng sanh. Chẳng thể giảng sanh, chẳng thể giảng sanh, thì ta tức là Phật chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm như thế nào? Nếu bạn không giảng sanh, thì ta không ở ngôi chánh giác. Ta đem công đức tu hành trải qua nhiều kiếp, được chứng quả chánh giác ra chịu trách nhiệm. Phật A Di Đà hiện tại đã thành chánh giác rồi, ngài hiện tại đã thành Phật rồi. Vì thế, đại sư Thiền Đạo giải thích, chúng sanh xưng niệm chắc chắn được giảng sanh Chuyên là xu hướng tất nhiên khi chúng ta tin nhận Di Đà cứu độ Đồng thời câu chuyên xưng Di Đà Phật danh này Chẳng phải như quan niệm của một số người cho rằng chuyên Nhưng sau đó còn có thêm một câu bạn phải đạt đến một trình độ công phu nào đó Tông chỉ của tịnh độ nói Chuyên xưng Di Đà Phật danh Giống là tiếp theo câu tin nhận Di Đà cứu độ ở trước Nghĩa là chuyên xưng Di Đà Phật danh của tin nhận di đà cứu độ chứ không có mảy may quan hệ gì đến công phu của chúng ta như thế tâm chúng ta có thể thản nhiên buông xuống đây là chúng ta chuyên niệm di đà phật danh của tin nhận di đà cứu độ chúng ta vì sao chuyên xưng danh hiệu của phật a di đà vì chúng ta tin theo đức phật này chỉ có đức phật này cứu độ chúng ta chúng ta chỉ cần xưng danh hiệu ngài thì được ngài cứu độ. Vì thế, chúng ta từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, từ hôm nay cho đến ngày mai, từ ngày mai cho đến những ngày sau nữa, từ năm nay cho đến năm sau, từ hiện tại cho đến lâm chung, chúng ta đều chuyên xưng niệm câu danh hiệu này. Đây gọi là chuyên xưng Di Đà Phật danh Điều này mọi người chúng ta đều có thể làm đến được Nếu điều này chúng ta làm không nổi Thì chư Phật ở khắp mười phương Cũng không tìm ra phương pháp nào khác để cứu chúng ta Miền xưng danh hiệu mà chúng ta không làm được Thì không còn có phương pháp nào nữa để độ chúng ta Tông chỉ thứ ba Nguyện sanh di đà tịnh độ Câu này dễ hiểu tức là nói chúng ta xưng niệm danh hiệu Di Đà, mục đích chính ý muốn căn bản của chúng ta là giảng sanh tịnh độ, chẳng phải là muốn khai trí huệ. Có người niệm Phật là vì muốn được tâm thanh tịnh, đây chẳng phải là bản nguyện của Phật A Di Đà. Chúng ta niệm Phật là vì muốn sanh về tịnh độ của Phật A Di Đà là được rồi. Tâm thanh tịnh hay chẳng thanh tịnh, điều này không quan hệ gì đến căn cơ của chúng ta. Người có căn cơ tốt, người ấy niệm Phật, tâm thanh tịnh. Người căn cơ không tốt, người ấy niệm Phật, tâm người ấy dù có cố gắng cũng không cách nào thanh tịnh được. Vì thế, không luận đến căn cơ chúng ta có liên quan đến tâm thanh tịnh hay chẳng thanh tịnh. Thế nên, niệm Phật giảng sanh nguyện, tức là nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà, chỉ cần chúng ta nguyện sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà cũng chẳng phải là cầu đời sau thăng quan phát tài đời sau được làm người có phước báu tông chỉ thứ tư độ cấp mười phương chúng sanh chỉ cần chúng ta tin nhận di đà cứu độ chuyên xưng di đà phật danh nguyện sanh di đà tịnh độ thì một trăm phần trăm đều được giảng sanh chỉ cần chúng ta giảng sanh thì một trăm phần trăm đều được thành phật chỉ cần chúng ta thành phật thì một trăm phần trăm đều có thể độ cấp chúng sanh trong mười phương. Vì thế độ cấp mười phương chúng sanh chỉ có pháp môn tịnh độ mới có thể đạt đến. Nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nếu chẳng học pháp môn tịnh độ này, thì một chúng sanh cũng độ không xong. Nói chỉ đến vô biên chúng sanh. Nếu tu trì pháp môn tịnh độ thì mới có thể thực sự độ cấp chúng sanh trong mười phương. Đây mới là Bồ Tát Đạo, Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Hạnh Chân Chính Bốn điểm đặc sắc của Tông Tịnh Độ Một, bản nguyện xưng danh Hai, phàm phu nhập báo Ba, bình sanh nghiệp thành Bốn, hiện sanh bất thoái Bốn câu gồm có mười sáu chữ Mỗi câu đều nói một vấn đề dưới các tiêu đề này đều sẽ dẫn dụng văn kinh có tương quan Còn có thêm lời giải thích của tổ sư Để chứng minh tính chính xác của các tiêu đề này Và ý nghĩa tinh tế nội hàm trong đó Bây giờ tôi xin nói đơn giản Vì sao bốn câu này cấu thành đặc sắc của tông tịnh độ Đặc sắc tức là đặc biệt chỉ có pháp môn này có Mà các pháp môn khác thì không có chúng ta đã học tập tông tịnh độ chúng ta đã tu tập pháp môn tịnh độ chỉ cần nắm vững các điểm đặc sắc của pháp môn này nếu không nắm vững các điểm đặc sắc này thì bạn tu học tông tịnh độ cũng giống với các pháp môn khác các tông phái khác một cách mơ hồ vì thế các điểm đặc sắc này rất trọng yếu điểm đặc sắc thứ nhất bản quyền xưng danh Vừa rồi chúng ta nói đến hai chữ xưng danh Xưng danh là điểm đặc sắc của tông tình độ Tám tông phái lớn của Phật giáo Điểm đặc sắc của luật tông là gì? Trì giới thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh Là điểm đặc sắc của luật tông Thiền tông có điểm đặc sắc nào? Minh tâm kiến tánh là điểm đặc sắc của thiền tông Mật tông có điểm đặc sắc nào? Tam mật tương ưng là điểm đặc sắc của mật tông tông thiên thai có điểm đặc sắc nào chỉ quán sông giận nhất tâm tam quán là điểm đặc sắc của tông thiên thai tông duy thức có điểm đặc sắc nào duy thức quán chuyển thức thành trí là điểm đặc sắc của tông duy thức tông tình độ có điểm đặc sắc nào bán nguyện xưng danh xưng danh là xưng niệm nam mô a di đà phật đây là điểm đặc sắc của tông tình độ Vì sao nói hai chữ bản nguyện Vì xưng danh thì các tông, các phái đều có nói đến Họ muốn cầu sanh tình độ nên họ cũng xưng danh Nhưng họ giảng xưng danh khác với chúng ta Xưng danh của tông tình độ chúng ta là xưng danh của bản nguyện Sao gọi là xưng danh của bản nguyện? Bất luận bạn có công phu hay không có công phu Bất luận bạn trì giới thanh tịnh hay không thanh tịnh, bất luận bạn có phát Bồ đề tâm hay không phát Bồ đề tâm, chỉ cần miệng bạn xưng Nam Mô A Di Đà Phật, tức là thuận theo bản nguyện của Phật thì chắc chắn giảng sanh. Do nương nhờ bản nguyện của Phật, đây gọi là bản nguyện xưng danh. Hai câu niệm niệm Di Đà tâm tán loạn hét bể cổ họng vẫn uổng công vô ích không được gọi là bản nguyện xưng danh mà gọi là thiền định xưng danh chẳng phải là điểm đặc sắc của tông tịnh độ có người nói bạn tuy niệm phật nhưng nếu trì giới không thanh tịnh thì bạn niệm phật cũng vô dụng đây là trì giới xưng danh chứ chẳng phải là bản nguyện xưng danh bản nguyện của phật a di đà là muốn cứu độ mười phương chúng sanh đã bao quát chúng sanh trì giới cũng bao quát cả chúng sanh không trì giới đã bao quát chúng sanh thiền định cũng bao quát cả chúng sanh tán loạn phật a di đà muốn độ mười phương chúng sanh ngài chẳng phải chuyên độ chúng sanh thiền định thế tại sao lại hàn định nói nhất định phải có công phu thiền định cũng có người nói tôi tuy xưng danh mà nếu không có phát bồ đề tâm thì xưng danh cũng vô dụng đây gọi là phát bồ đề tâm xưng danh bản nguyện trì danh ư bạn có năng lực phát bồ đề tâm cũng được không phát bồ đề tâm cũng được mười phương chúng sanh chỉ cần xưng danh thì được cứu độ vì thế xưng danh của tông tình độ là bản nguyện xưng danh bản nguyện xưng danh là chuyên xưng danh hiệu phật a di đà bất luận công phu sâu cạn bất luận tâm thanh tịnh hay là không thanh tịnh bất luận người xuất gia hay tại gia tất cả thân phận đều không luận chỉ cần miệng xưng danh hiệu miền xưng danh hiệu là nương nhờ nguyện lực của phật thì chắc chắn được giảng sanh đây gọi là điểm đặc sắc của tông tịnh độ điểm đặc sắc thứ hai phàm phu nhập báo phàm phu nhập báo vì sao là điểm đặc sắc của tông tịnh độ đầu tiên các tông phái khác tiếp nhận căn cơ chủ yếu là căn cơ thánh nhân thí như trì giới thanh tịnh việc này đâu phải dễ minh tâm kiến tánh việc này đâu phải dễ chuyển thức thành trí việc này đâu phải dễ chỉ quán sông giận việc này đâu phải dễ các tông phái này đều lấy căn cơ thánh nhân làm đối tượng chính Chẳng phải lấy phàm phu làm gốc Đặc biệt bản nguyện xưng danh lấy phàm phu làm gốc Chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, tâm ý tán loạn, tội nghiệp bất tình Chỉ cần miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi Vì thế nói là phàm phu Nhập báo nghĩa là chúng ta miền xưng nam mô a di đà phật nương nhờ bản nguyện của phật thì được những lợi ích nào chẳng phải giảng sanh phàm thánh đồng cư độ chẳng phải giảng sanh biến quá độ mà là giảng sanh đến báo độ của phật a di đà đây là giáo lý đặc biệt chỉ có trong tông tịnh độ các tông phái khác không có tông thiên thai nói phàm phu niệm danh hiệu cũng có thể giảng sanh. Nhưng giảng sanh về phàm thánh đồng cư độ ở phương khác, điều này chẳng phải là điểm đặc sắc của tông Tịnh độ. Phàm phu nhập báo là nội dung trọng yếu thuộc về tiêu chuẩn của quán kinh Sớ của đại sư Thiền đạo. Phàm phu tội nghiệp sâu nặng, tu hành không đạt đến cảnh giới cao thì làm sao có thể giảng sanh về báo độ của Phật do vì người ấy nương vào bản nguyện xưng danh nguyện thứ mười tám của phật a di đà do vì người ấy đã xưng danh hiệu phật a di đà dựa vào duyên bản nguyện của phật a di đà vì thế đây là điểm đặc sắc của tông tịnh độ mà các tông phái khác không có nếu chúng ta học tông tịnh độ xưng niệm nam mô a di đà phật mà còn tự hỏi giảng sanh ở đâu trong bốn độ phàm thánh đồng cư độ phương tiện hữu dư độ thật báo trang nghiêm độ thường tịch quan độ thì có thể nói là bạn chẳng biết điểm đặc sắc của tông tình độ cũng chẳng biết tông chỉ của tông tình độ bạn cũng không có học tông tình độ bạn là người học pháp môn tình độ của tông thiên thai chứ chẳng phải pháp môn tình độ của tông tình độ Pháp môn tịnh độ có các cách thức của pháp môn tịnh độ như là có pháp môn tịnh độ thuần chánh, có pháp môn tịnh độ xen tạp, có pháp môn tịnh độ của tông thiên thai, có pháp môn tịnh độ của thiền tông, có pháp môn tịnh độ của tông duy thức, có pháp môn tịnh độ của mật tông, có pháp môn tịnh độ của luật tông. Pháp môn tịnh độ được đại sư thiền đạo giải thích mới là pháp môn tịnh độ cứu được bọn phàm phu chúng ta. Các tông phái khác nói là pháp môn tịnh độ dành cho bậc thượng căn lợi trí. Thí như nói, miệng niệm di đà tâm tán loạn, hét bể cổ họng cũng uổng công vô ích. Tốt, tôi đạt đến, tâm tôi không tán loạn thì mới phù hợp với điều kiện ấy. Nhưng chúng ta thì làm không nổi Chúng ta đã làm không nổi thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải y cứ vào lời giải thích của Đại sư Thiền Đạo Vì thế chúng ta phải chuyên đọc các trứ tác của Ngài Chuyên xem các sách giải thích các trứ tác của Đại sư Thiền Đạo Thì bảo chứng người ngu tối, người không có lòng tin Rồi cũng bừng tỉnh ra biết rằng mình vốn có phần được giảng sanh Lúc ấy bạn mới biết Phật A-di-đà vì sao được gọi là vô lượng quan phật vô lượng quan phật là vì ánh sáng của ngài chiếu phá vô minh hắc ám trong tâm chúng ta nếu trong tâm chúng ta vẫn còn sợ hãi việc lớn sanh tử còn vô minh hắc ám Miền chúng ta gọi mãi vô lượng quan phật mà phật không quan tâm đến thì đâu được gọi là phật quan phổ chiếu cái chỗ nhỏ này mà phật không chiếu tới thì đâu được gọi là Phật quan phổ chiếu. Học tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo, xem ba bộ kinh nói về tình độ, bạn có thể hiểu. Nhưng xem đến mức tâm rất an, thì bạn phải xem đến mức thấu triệt, thì bạn mới không nói hai câu. Miệng niệm di đà tâm tán loạn, hát bể cổ hồng cũng uổng công vô ích. Hai câu này đối với tông tịnh độ chỉ là lời nói của người ngoài nếu hiểu rõ được tư tưởng tình độ của đại sư thiền đạo thì bạn sẽ sáng mắt ra vì thế mọi người cần nên hiểu các điểm đặc sắc của tông tình độ điểm đặc sắc thứ ba bình sanh nghiệp thành bình sanh là giai đoạn thời gian chúng ta đang sống đối lại với lúc lâm chung nghiệp thành nghiệp tức là tịnh nghiệp giảng sanh tịnh độ Việc này thành tựu rồi không còn cải biến Hoàn thành rồi như thân thể chúng ta hiện nay đang sống khỏe mạnh Mà việc giảng sanh của chúng ta chắc như đinh đóng cột Thì gọi là bình sanh nghiệp thành Sao gọi là lâm chung nghiệp thành Nghĩa là lúc lâm chung thành tựu giảng sanh Người suốt đời không gặp Phật Pháp Không có niệm Phật đến lúc lâm chung mới gặp thiền tri thức dạy niệm nam mô a di đà phật như đã nói đó là người hạ phẩm hạ sanh người ấy niệm mười câu danh hiệu phật phật đến cứu người ấy phật a di đà hiện ra đứng trong hư không đón tiếp người ấy theo phật a di đà giảng sanh đến thế giới cực lạc ở phương tây đây gọi là lâm chung nghiệp thành mời quý vị chắp tay niệm ba câu nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nếu có quý vị đến đây mà từ trước đến nay chưa từng niệm phật đột nhiên được niệm phật cả đời chưa từng tiếp xúc qua phật pháp hôm nay đột nhiên được tiếp xúc nếu vừa niệm ba câu danh hiệu phật mà tắt thở thì quý vị lập tức giảng sanh tây phương đây gọi là lâm chung nghiệp thành chúng ta đang ngồi ở đây nếu tin nhận di đà cứu độ chuyên xưng di đà phật danh thì mỗi ngày quý vị đều được gọi là hiện sanh nghiệp thành việc giảng sanh tây phương của chúng ta đã quyết định rồi đến lúc lâm chung dù chết trong tình huống nào cũng không quan hệ nếu chẳng phải như thế Thì tâm chúng ta bất an Dĩ như nói Lúc lầm trùng Chẳng may bị xuất huyết não Hoặc có chướng ngại nào đó Giống như thuyền 10 giờ khởi hành Mà 9 giờ 30 Người đó đã ngồi trên thuyền rồi Lúc 9 giờ 58 phút Người đó ngủ Cũng chẳng quan hệ gì Không có vấn đề gì Thần lực của Phật A-di-đà vô ngại Nếu ngài chẳng cứu bạn đang xuất huyết não thì ngài đâu thể cứu bạn đến thế giới cực lạc vì thế vốn chẳng thành vấn đề chúng ta cho đây là vấn đề lớn nhưng đối với phật a di đà thì chẳng thành vấn đề vì ngài đã sớm giúp thủ chúng ta trong ánh sáng của ngài rồi vì thế tội chướng quan trái của chúng ta đối với ngài chẳng thành vấn đề tự nhiên ngài cứu bạn đến thế giới cực lạc ở phương tây Điểm đặc sắc thứ tư Hiện sanh bất thoái Nói Giảng sanh thế giới cực lạc Đến đó rồi mới được bất thoái chuyển Sau đó dần dần tu hành Chỉ có tiếng không có thoái Từ từ thành Phật Đây chẳng phải là quan niệm của tông tịnh độ Điểm đặc sắc của tông tịnh độ Là chúng ta ở thế giới ta bà này Đêm thân phạm phu đắc quả gì bất thoái chuyển Tại sao có thể được như thế? Như tôi đã nói Người ta ngồi trên chiếc máy bay sáu chữ danh hiệu Nam Bô A Di Đà Phật Chỉ có tiếng mà không có thoái Ngồi trên thuyền đại nguyện của Phật A Di Đà Thì chỉ có tiếng không có thoái Được ánh sáng của Phật A Di Đà nhiếp thủ Chẳng trời bỏ Nên chúng ta được bất thoái chuyển Đây gọi là Phật lực Chẳng phải dựa vào tự lực nếu dựa vào tự lực thì chúng ta dễ bị thoái chuyển, dễ bị đòa lạc. Vì thế hiện sinh bất thoái này chỉ cho cái gì? Một khi chúng ta đến thế giới cực lạc thì mau thành phật, không có cái gọi là dần dần tu hành từ từ thành phật. Hiện tại ở thế giới ta bà hiện sinh bất thoái, một khi đến tịnh độ cực lạc thì mau thành phật. Thế nên trong luận giảng sanh bồ tát thiên thân nói mau chóng đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề và nói quán sứ bản nguyện phật không phải là vô ích mà mau chóng đầy đủ báo công đức như biển mau đầy đủ của báo công đức nhiều như châu báu trong biển cả vì thế Nguyện thứ hai mươi hai trong bốn mươi tám nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng là Tóc Thành Phật Nguyện. Ngài nói: Người giáng sanh về cõi nước của ngài thì siêu diệt thường luân chư địa chi hạnh hiện tiền tu tập phổ hiện chi đức, tức là vượt qua hạnh của các địa theo lệ thường hiện tiền tu tập đức của phổ hiện. Sao gọi là vượt qua hạnh của các địa theo lệ thường? thường luân tức là lệ thường nghĩa là các thứ lớp bình thường từ sơ địa lên nhị địa tam địa tứ địa vân vân dần, dần dần tu lên nhưng đến thế giới cực lạc thì không phải trải qua thứ lớp như thế như đi thang bộ là phải bước từng bậc thang lên từng tầng lầu còn nếu đi thang máy thì không cần phải bước từng nấc thang như đi bộ đây gọi là siêu diệt tức vượt qua Chúng ta giảng sanh thế giới cực lạc ở phương Tây Chỉ cần tu tập dần dần trải qua 51 giai dị Tại thế giới ta bà này hiện sanh bất thoái Đến thế giới cực lạc rồi Vượt qua hành của các địa theo thường lệ Lập tức lên đến tầng cao nhất Được vô lượng quang, vô lượng thọ như Phật A-di-đà Nhưng chẳng hiển hiện quả vị Phật vì ở cực lạc chỉ có một đấng giáo chủ là Phật A-di-đà Vì thế chỉ hiển hiện thân phận là Bồ-Tát nhất sanh bổ xứ Cho nên gọi là vượt qua hành của các địa theo lệ thường Hiện tiền tu tập đức của Phổ Hiền Hiện tiền là chẳng cần đợi đến ngày mai Chẳng cần đợi đến niệm thứ hai Ngay nơi đây hiện tại lập tức thì gọi là hiện tiền Lập tức giống như Đại Nguyện Dương Phổ Hiện Bồ Tát Trở vào ta bà triển hiện đức của Đại Nguyện Thì gọi là hiện tiền tu tập đức của Phổ Hiện Vì thế Pháp môn tịnh độ rất siêu diệt Trên đây là các điểm đặc sắc của Pháp môn tịnh độ Mà các tông phái khác không có Các Pháp môn khác giải thích đều là trì quản hơn Khó khăn hơn, không có sự thù thắng như ở đây đã giải thích Chúng ta phải ghi nhớ trong lòng tông chỉ Và bốn điểm đặc sắc của tông tình độ rồi tư duy Thì sẽ tăng thêm pháp hỷ Có thể giúp chúng ta khai trí huệ Cảm thấy pháp môn tịnh độ thật là thù thắng Chúng ta thực sự có phần giảng sanh Bất luận tội hay phước Niệm Phật đều được vãng sanh Nguyên tác pháp sư huệ tịnh nhuận hà dịch thế nào là việc lớn của đời người tông tịnh độ lấy việc giảng sanh về tịnh độ phật a di đà làm tông chỉ vì thế học tập pháp môn tịnh độ chính là lấy việc giảng sanh về thế giới cực lạc làm mục đích cũng có thể nói mục đích học phật của chúng ta là muốn giảng sanh về tịnh độ di đà hơn nữa đây không chỉ là mục đích học phật của chúng ta mà cũng chính là mục đích cao nhất duy nhất của chúng ta sanh ra làm người nếu chúng ta không giảng sanh về thế giới cực lạc thì nhất định sẽ đọa lạc trong luân hồi sanh tử ở thời vị lai chẳng phải đọa một đời mà còn nhiều đời sau nữa tất cả chúng sanh còn luân hồi trong sáu nẻo thì có một việc lớn đấy là việc lớn của đời người việc lớn này không mang tính tương đối mà mang tính tuyệt đối cái gọi là tính tương đối thì có lớn có nhỏ nhưng tính tuyệt đối thì vượt qua lớn và nhỏ người đời ở thế gian tuy có thành bại được mất họa phước khổ vui nhưng chỉ mang tính tạm thời sẽ qua đi không phải vĩnh hằng cho nên đấy không phải là việc lớn chỉ có sanh rồi lại chết chết rồi lại sanh không thể vĩnh viễn ở cõi người hoặc ở cõi trời rốt cuộc một ngày nào đó sẽ đọa vào ba đường ác đây mới là việc nghiêm trọng nhất lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta làm thế nào để giải quyết việc lớn trong đời người bởi vậy mục đích tu hành mục đích học phật là phải giảng sanh về thế giới cực lạc phải giải quyết việc lớn luân hồi sanh tử trong sáu đường này vì thế chúng ta phải có quan niệm chúng ta chẳng phải vì học phật mà học phật chẳng phải vì tu hành mà tu hành mà học phật và tu hành là để giải quyết việc lớn của đời người nhưng chúng ta muốn giải quyết việc lớn của đời người đấy không phải là chuyện dễ trong tám dạng bốn nghìn pháp môn nếu không nương vào pháp môn niệm phật của tông tịnh độ mà muốn giải quyết việc lớn này thì không thể được nếu hiểu rõ về tông tịnh độ rồi chuyên nhất niệm phật không những có thể giải quyết được việc lớn ngay đời này kiếp này mà không cần đợi đến lúc lâm chung niệm phật là chánh nhân giảng sanh tịnh độ tông tịnh độ cũng gọi là tông niệm phật chứng tỏ niệm phật là chánh nhân giảng sanh tịnh độ có nhân như thế nào thì tự nhiên được quả như thế đó không cần phải miễn cưỡng cũng không cần phải làm thêm điều gì cả nếu như cần phải cố gắng tạo tác thì đấy chẳng phải là tự nhiên có câu nói trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu không thể có nhân mà không có quả hoặc trồng dưa được đậu trồng đậu được dưa như vậy thì không phù hợp với nhân quả trong vũ trụ có tính nhân quả tự nhiên niệm phật là nhân giảng sanh là quả đây là nhân quả tự nhiên nhưng nếu không hiểu được đạo lý niệm phật chắc chắn được giảng sanh này thì e rằng sẽ mất đi đạo tâm cho rằng tu học pháp môn tịnh độ cầu giảng sanh về thế giới cực lạc không hề dễ dàng chút nào. Nhân đó mà bỏ đi việc tu học tông tịnh độ và cũng không dám cầu giảng sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà. Hoặc là tuy thường xuyên niệm Phật nguyện sanh về tịnh độ Phật A-di-đà nhưng trong tâm lại bất an có nhiều nỗi lo âu và sợ hãi. Đấy là không hiểu rõ đạo lý niệm phật nhất định giảng sanh nên mới có những nỗi lo âu bất an không đáng có như thế giảng sanh về thế giới cực lạc là nương vào công đức của câu danh hiệu nam mô a di đà phật nương vào quyền lực bi tâm của phật a di đà đã như vậy thì bất luận là người thế nào đi chăng nữa chỉ cần niệm phật đều có thể giảng sanh về thế giới cực lạc điều căn bản là không nên có bất kỳ những lo âu và sợ hãi không cần thiết bởi vì niệm phật thì chắc chắn giảng sanh đây là lẽ tự nhiên nội dung tôi giảng hôm nay hoàn toàn căn cứ theo tác phẩm của đại sư thiện đạo đại sư thiện đạo là tổ của tông tịnh độ đại sư thiện đạo là vị cao tăng ở thời nhà Đường, từ xưa tương truyền là hóa thân của Phật A Di Đà. Đại sư Thiện đạo hiệu là hòa thượng Quang Minh. Tại sao vậy? Bởi vì mỗi khi niệm Phật, từ trong miệng của đại sư phóng ra ánh sáng của Phật. Niệm một tiếng danh hiệu Phật thì có một luồng ánh sáng của Phật. Mỗi tiếng mỗi tiếng danh hiệu Phật thì mỗi tiếng mỗi tiếng phát ra ánh sáng của Phật cho nên người đương thời khen ngợi tôn xưng ngài là hòa thượng quang minh vị tổ sư nào kiến lập tông phái tịnh độ đó chính là đại sư thiện đạo đại sư thiện đạo đã kết cấu giáo lý của tông tịnh độ một cách có tổ chức có hệ thống làm hoàn bị yếu tố mà một tông phái cần phải có đủ nếu như không có đại sư thiện đạo dù nói niệm phật cầu giảng sanh thế giới cực lạc là thuộc về tông tịnh độ nhưng lại thiếu đi tính tổ chức cũng không có giáo lý thuần chánh ở bên trong nói cách khác nếu không dựa vào giáo lý của đại sư thiện đạo để hiểu rõ về tông tịnh độ mà chỉ căn cứ theo sự giải thích của các vị đại đức khác thì người niệm phật không thể nào đạt được sự an tâm chân chính Pháp môn tịnh độ chính là khiến cho chúng ta hiện tại được an tâm, hiểu rõ và tin tưởng chỉ cần niệm Phật không thay đổi thì nhất định giảng sanh về thế giới cực lạc. Đời sau sẽ ở thế giới cực lạc, mau chóng thành Phật. Từ cõi đời xấu ác, khổ lụy nơi thế giới ta bà này mà cao đăng về tịnh độ Phật A-di-đà. Diễn diễn xa lìa không còn liên quan gì đến sáu nẻo luân hồi nữa. Đại sư Thiện đạo giải thích kinh A Di Đà. Văn bất luận tội hay phước trong quán kinh Sớ của đại sư Thiện đạo, trang 250, Thiện đạo đại sư toàn tập, gọi tắt là Thiện toàn, đã nói: Tất cả hạng phàm phu bất luận tội nhiều hay ít thời gian lâu hay gần, có thể trên đến suốt cả trăm năm, dưới đến một ngày, bảy ngày. Nếu nhất tâm niệm danh hiệu Phật A-di-đà, thì nhất định được giảng sanh, chắc chắn không hoài nghi. Văn Chánh Định Nghiệp trong Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo, trang 251 Thiện Toàn đã nói Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi bất luận thời gian lâu hay gần mỗi niệm không bỏ đây gọi là chánh định nghiệp vì thuận theo bản nguyện của phật a di đà hai đoạn văn này giải thích nội dung quan trọng nhất trong kinh a di đà kinh văn trong kinh a di đà rất ngắn tổng cộng có một nghìn tám trăm năm mươi tám chữ văn cú rất trong sáng ngắn gọn tuyệt vời và cũng là một bộ kinh thường tụng niệm trong các thời khóa sớm tối ở tự viện nội dung kinh a di đà nói gì đại ý có ba điểm điểm thứ nhất giới thiệu về sự trang nghiêm thanh tịnh ở thế giới cực lạc chỉ có vui không có khổ vậy chúng ta sanh tâm ngưỡng mộ khuyên chúng ta nguyện sanh về thế giới cực lạc Điểm thứ hai, nó về phương pháp giảng sanh, cũng là chánh nhân giảng sanh về thế giới cực lạc. Điểm thứ ba, nó về chư Phật trong mười phương đều dị khẩu đồng âm, chủ động khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chứng minh cho Ngài, đồng thời hướng dẫn khuyến khích chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc. Vì thế, hai đoạn văn này của Thiện Đạo Đại Sư đoạn trên là phân tự nhân lập tính, đoạn dưới là văn tự hạnh lập tính. Tự nhân lập tính và tự hạnh lập tính là căn cứ vào người có thể tin tưởng và hạnh có thể tin tưởng để kiến lập tính tâm giảng sanh cho hạng phàm phu. Tự nhân lập tính Tự nhân là y theo người nào? Là y theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng phải là vị bồ tát a la hán hoặc người khác sự từ bi và trí huệ của phật đã đạt đến viên mãn cho nên gọi là người có đầy đủ đại bi dùng lời của phật đã nói để kiến lập tính tâm giảng sanh đây chính là tự nhân căn cứ đức phật thích ca để kiến lập tính tâm và căn cứ chư phật trong mười phương để kiến lập tính tâm văn tự nhân lập tính và tự hạnh lập tính trong quán kinh sớ trang 250 đến 252 thiện toàn đã nói lại nữa chư phật trong mười phương sợ rằng chúng sanh không tin lời phật tích ca nói nên các ngài đồng tâm cùng một lúc hiện tướng lưỡi rộng dài trùng khắp tam thiên đại thiên thế giới nói lời thành thật chúng sanh các ông nên tin lời phật thích ca nói khen ngợi chứng thật tất cả hạng phàm phu bất luận tội phước nhiều hay ít thời gian lâu hay gần có thể trên đến suốt một trăm năm dưới đến một ngày bảy ngày nhất tâm chuyên niệm danh hiệu phật a di đà thì nhất định được phản sanh chắc chắn không hoài nghi thế nên một mình đức phật thích ca nói thì tất cả Đức Phật trong mười phương đồng chứng minh sự việc này. Đây gọi là tự nhân lập tính. Đoạn này là văn tự nhân lập tính, căn cứ theo lời khai thị của Phật Thích Ca Mâu Ni và sự chứng thật của chư Phật trong mười phương để kiến lập tính tâm, tự hạnh lập tính. Tự hạnh là hạnh gì? Đại sư Thiện Đạo nói, Kế đến tự hành lập tính, nhưng hạnh thì có hai loại, một là chánh hạnh, hai là tạp hạnh. Chánh hạnh là hành giả chuyên căn cứ vào kinh nói về hạnh giảng sanh, đây gọi là chánh hạnh. Tại sao vậy? Bởi vì nhất tâm chuyên đọc tụng các kinh như Quán kinh, kinh A Di Đà, kinh vô lượng thọ. Nhất tâm chuyên chú tư duy quán sát ức niệm về y báo và chánh báo trang nghiêm cõi nước phật a di đà nếu lễ thì nhất tâm chuyên lễ phật a di đà nếu miệng xưng thì nhất tâm chuyên xưng danh hiệu phật a di đà nếu tán thán cúng dường thì nhất tâm chuyên tán thán cúng dường phật a di đà đây gọi là chánh hạnh lại nữa y cứ theo chánh hạnh này lại có hai loại một là nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần, mỗi niệm không bỏ. Đây gọi là chánh định nghiệp, vì thuận theo bản nguyện của Phật A-di-đà. Hai là nếu căn cứ theo những hạnh lễ bái, độc tụng, dân dân, thì gọi là trợ hạnh. Ngoài hai hạnh chánh và trợ này ra, thì các điều thiện khác đều gọi là tạp hạnh. Nếu tu hai hạnh chánh và trợ trước, thì tâm thường gần gũi, ức niệm không gián đoạn, đây gọi là vô gián. Nếu tu tạp hạnh sau, thì tâm thường gián đoạn, tuy có thể hồi hướng gián sanh, nhưng cũng đều gọi là hạnh sen tạp. Đoạn này là văn tự hạnh lập tính y cứ theo bản nguyện niệm Phật của Phật A Di Đà để kiến lập tính tâm. Giải thích về phương pháp giảng sanh. Văn tạo tội hồi tâm trong quán niệm pháp môn trang 360 thiền toàn có viết Tất cả hạng phàm phu tạo tội chỉ cần hồi tâm niệm Phật A Di Đà nguyện sanh về cõi tịnh độ trên suốt cả trăm năm dưới đến bảy ngày một ngày mười tiếng ba tiếng một tiếng phân vân lúc sắp mạng chung được phật và thánh chúng từ đến tiếp dẫn liền được vãng sanh văn niệm phật chắc chắn vãng sanh trong vãng sanh lễ tán trang năm trăm bốn mươi thiện toàn có viết nếu có chúng sanh nào xưng niệm tranh hiệu Phật A-di-đà Hoặc bảy ngày đến một ngày Dưới đến mười tiếng cho đến một tiếng Một niệm thì chắc chắn được phản sanh Hai đoạn văn này cũng là pháp ngữ cốt tủy Giải thích kinh A-di-đà Vừa đề cập đến kinh A-di-đà có ba điểm quan trọng Trong đó điểm thứ hai chính là phương pháp và chánh nhân của sự vãng sanh. Kinh A Di Đà nói: Không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nghe danh hiệu Phật A Di Đà, chấp trì danh hiệu hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn thì người ấy lúc sắp mạng chung được đức phật a di đà và chư thánh chúng hiện trước mặt người ấy người ấy khi mạng chung tâm không điên đảo liền được giảng sanh về cõi nước cực lạc của phật a di đà kinh phật là kinh do đức phật thích ca nói phật thông đạt chân lý vũ trụ nhân sanh vì thế những gì trong kinh phật nói đều biểu đạt chân lý vũ trụ nhân sanh. Nhưng chúng ta là hạng phàm phu, tuy đọc tụng kinh điển do Đức Phật Thích Ca dạy, nhưng thường không hiểu rõ, thậm chí đọc sai, hiểu sai. Từ xưa đến nay, có nhiều đại đức chú giải kinh A-di-đà, nhưng chưa chính xác hoàn toàn, cho nên cần phải có sự chọn lựa. Và chúng ta chọn lựa sự giải thích của Đại sư Thiện Đạo bởi vì tương truyền ngài là hóa thân phật a di đà hơn nữa ngài còn chứng ngộ được niệm phật tam muội kinh điển mà đại sư thiện đạo chú giải là do đức phật thị hiện đến chỉ dạy gia trì cho nên hoàn toàn có thể tin tưởng đáng để y cứ theo mấy đoạn kinh văn này đại sư giải thích rất trong sáng và ngắn gọn vừa đọc liền hiểu được ngay không khiến cho mọi người xem khó hiểu hoặc hiểu nước đôi hay cần phải có sự suy đoán tiếp theo y cứ vào văn bất luận tội hay phước của đại sư thiện đạo để đối chiếu với văn kinh của kinh a di đà đồng thời giải thích sơ qua giải thích ý nghĩa của hạng phàm phu tất cả hạng phàm phu bất luận tội phước nhiều hay ít hai câu này là giải thích câu nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân trong kinh a di đà đã nói nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân đại sư thiện đạo giải thích là tất cả hạng phàm phu bất luận tội phước nhiều hay ít đều thuộc về thiện nam tử thiện nữ nhân quán niệm pháp môn cũng nói tất cả hạng phàm phu tạo tội chỉ cần hồi tâm niệm danh hiệu phật a di đà nguyện sanh về tịnh độ kinh a di đà ghi nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân đại sư thiện đạo giải thích là tất cả hạng phàm phu chỉ cần hồi tâm niệm danh hiệu phật a di đà nguyện sanh về tịnh độ như thế thì đức phật thích ca khen ngợi người ấy là thiện nam tử thiện nữ nhân chỉ cần hồi tâm niệm phật chính là thiện nam tử thiện nữ nhân mà người ấy trước kia là phàm phu tạo tội cũng chính là phàm phu tội ác trong sanh tử giải thích một ngày hoặc bảy ngày bất luận thời gian lâu hay gần chỉ cần trên suốt cả trăm năm dưới đến một ngày hoặc bảy ngày ở đây giải thích hoặc một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày sáu ngày hoặc bảy ngày trong kinh a di đà